Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có buổi giám sát hiệu quả kêu gọi đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Tham gia buổi giám sát có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 1 có vốn đầu tư trên 236 tỷ 896 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu tiền thuê đất trong khu công nghiệp, tổng diện tích 96,3 ha. Hiện nay, khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 1 đã lắp đầy 100% diện tích cho thuê với 25 dự án, trong đó có 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 204 triệu 890 ngàn USD, 9 dự án có vốn đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 2.611,2 tỷ đồng. Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư trên 436 tỷ 940 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, vốn từ nguồn thu tiền cho thuê đất trong khu công nghiệp. Tổng diện tích xây dựng là 68,04 ha, có tổng số 13 dự án đã đăng ký vào hoạt động, gồm 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 106 triệu USD, 7 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 828,5 tỷ đồng. Hiện nay, khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 2 đã lắp đầy 100% diện tích cho thuê. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp hiện vẫn chưa đáp ứng tốt, nhất là hệ thống giao thông, điện, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trường mẫu giáo, các công trình giải trí cho công nhân. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, tạo quỹ đất sạch, mời gọi nhà đầu tư nhằm tăng nguồn thu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. Chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp trong các công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, nhất là thủ tục đầu tư về đất đai, có cơ chế chính sách thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, bồi thường tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp thuê đất khai thác có hiệu quả.